Hey, hello, xin chào toàn thể tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Và mình là BXT Clash of Clans đây. Trong video ngày hôm nay mình sẽ show những trận gua hay nhất đánh combo Patch Spell Pika và Polar hay nhất. Mình sẽ tổng hợp những trận gua cực kỳ hay về những combo mới nhất hiện nay cho anh em xem nhá. Thì vấn đề chính của nó hôm nay là chính là Clan A3V. Thì hôm qua mình có live thì chắc các bạn có biết, chắc các bạn cũng biết rồi. Thì trong ngày hôm nay mình sẽ tổng hợp lại những cái trận đấu đánh 3 sao cực kỳ hay về cái combo Polar Golem và Patch Spell nhé anh em. Chúc anh em có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và có những niềm vui trong cuộc sống nhé anh em. Ok, thì không dài dòng nữa thì mình sẽ bắt đầu thôi nào. Let's we'll be right back.
Thank you.